chương trình văn nghệ tối hôm nay. Kính Liên Quốc sáng tác Chánh Đức Pháp do đoàn cải lương Phật giáo Thanh Nga từ thuộc ban văn hóa giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Xin quý vị và cùng trang phố tay cho tiết mục đầu tiên. Đời là cõi tạm trần gian, đạo là bến giác từ quan nhiệm màu. Đời là tạo sống ba đào, đạo là hỷ xả giác giàu từ bi. Đời là quan trái thị phi, đạo là chân lý bất di bất dời. Đời là bể khổ tơi bời, đạo là bát nhã thuyền rời bến mê. Lòng con trào dâng sung sướng xen lẫn hân hoan khi mình hữu duyên về đây với anh em đoàn Phật giáo Thanh Nga huyền hoa. Cùng về nơi tự điện trang nghiêm, nắm tay vai kề vai, ta cùng về giữ lễ vui làm sao. Ta cúc sen con chấp tâm chánh niệm lòng an, mắt vui con hướng về chư tăng ni đức dạy, xin cúi đầu kính dâng thay những lời tri ân. Ngày xưa vui đời mỏ kinh chưa từng, chư tăng đã cùng ni thay Phật giáo phương phơi bày. Lời kinh thầm thầm khai mở tháng ngày khắc ghi, hết vô minh cũng dừng chân tâm hằng soi. Mới hay tâm mình nhất như diệt sinh không có, chân tay đê đầu đã ta tăng già ni. Tìm về bên giác vui làm sao, tâm bình yên thế gian tranh giành chen lấn. Kỳ ư danh lời quyền, nghe pháp âm Phật truyền như hồi chuông ngân. Chuông ngân sáng trong tâm soi gương nhìn xưa trên đầu tóc xanh, nay tóc xanh đã pha sương rồi, là ly vô thường tôi đã từng giả chân. Phật pháp thâm sâu nhưng rất ư chân thật, xin trọn đời tin theo chân lý này của Thế Tôn. Đời là bình phẩm khen chê, đạo là khiêm tốn chẳng hề lợi danh. Đời là tranh chấp phân tranh, đạo là thanh tịnh thiện hành tu tâm. Đời là thế sự quái quanh, đạo là chánh pháp thầm thâm diệu kỳ. Chúng con cùng quay về tưởng nhớ và cùng nhau chung tiếng hát ca. Họ ơi, ơi họ ơi, ơi họ, ơi họ ơi, họ ơi, ơi họ, ơi họ ơi, ơi ơi họ ơi. Lời ca tiếng hát bay xa ca theo nhân thế, thương yêu thăm đắm tính say mịt mờ. Mai có thể không bỏ con mình nương bè, mai có thể không bỏ con mình nương bè, con quay về lìa bờ là bờ mê. Nhắn người Phật tử muôn phương, tu là
sửa đổi theo gương Phật Đà, chuyển dần những tánh xấu xa. Trong tâm có Phật ấy là chân như. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào đón quý lãnh đạo chính quyền địa phương cùng tất cả Phật tử gần xa bằng lời chào mừng trân trọng nhất. Và xin được mời anh chị em ca sĩ của đoàn Thanh Nga đến lại sân khấu để ban quản trị chùa của chúng tôi có một cái món quà gửi đến tất cả mọi người ạ. Đó chính là bằng công đức cũng như là hoa gửi đến mọi người ạ. Và sau đây thì Mỹ Xuyên xin được mời ông Võ Văn Hơn là ban trị sự chùa Hưng Tân Tự sẽ lên trao bằng công đức cho các anh chị em nghệ sĩ ạ. Và sau đây Mỹ Xuyên cũng xin được mời phó ban trị sự của chùa Hưng Tân Tự sẽ cùng lên sân khấu để trao quà cho các anh chị nghệ sĩ.